Hân hạnh mến chào các bạn đến với loạt bài giảng trên YouTube của tôi. Năm nay là coi như là bài giảng đầu tiên của năm 2021, và tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn loạt bài giảng liên quan đến bệnh lý loãng xương. Thì như các bạn biết là trong năm qua, nói trong năm qua nhưng mà thực ra chỉ vài tuần hoặc là vài tháng trước đây thôi, tôi đã chia sẻ với các bạn 6 cái khía cạnh liên quan đến bệnh lý loãng xương. Bây giờ tôi xin bắt đầu nói một chút xíu về cái hệ quả của loãng xương, đó là gãy xương. Hay là nói chính xác hơn theo cái thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là osteoporotic fractures. Thì như các bạn thấy đây là cái chữ osteoporotic fracture chứ không phải chỉ là bone fracture không nha. Có nghĩa là những cái trường hợp gãy xương này là do cái bệnh lý loãng xương gây ra chứ không phải là gãy xương là do tai nạn giao thông hay là do các cái nguyên nhân mà tiếng Anh nó gọi là traumatic gây ra. Và đó chính là cái điểm mà tôi cần phải phân biệt để các bạn biết cái nội dung của bài giảng. Thì đây là cái những cái ý tưởng của loạt bài giảng này. Thì bây giờ là chúng ta đang ở đây, tức là chúng ta đang ở cái giai đoạn giữa của khoảng 10 bài giảng gì đó. Chương trình làm việc của chúng ta hôm nay là chỉ có 2 điểm thôi các bạn. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn về cái khái niệm và một số cái dữ liệu khoa học liên quan đến cái gọi là lifetime risk, tức là để gọi thì mình có thể dịch nó là nguy cơ trọn đời. Chút xíu nữa tôi giải thích cho các bạn cái nguy cơ trọn đời của gãy xương nó là cái gì. Sau đó là tôi muốn chia sẻ cho các bạn những cái mà hệ quả của cái bệnh lý mà loãng xương, hay là trong trường hợp này là cái hệ quả, cái consequences của các cái ca mà bị gãy xương. Mà tôi nghĩ rằng là các bác sĩ lâm sàng, đặc biệt là các bác sĩ gọi là đang chăm sóc cho bệnh nhân đó là cần phải biết. Bởi vì cái tiếng Anh nó gọi là commission, tức là cái sứ mệnh cho chúng ta là cứu người. Thành ra là mình cần phải biết cái hệ quả của việc gãy xương hay là loãng xương nó nghiêm trọng như thế nào để mà mình cứu người. Trong trong cái cơ thể chúng ta, trong cái cơ thể lúc mà mình trưởng thành thì có 206 cái xương. Thì tất cả 200 cái 206 cái xương này là đều có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh lý loãng xương. Nhưng mà không phải là cái xương nào nó cũng có cái nguy cơ bị gãy như nhau. Trong thực tế thì chỉ có khoảng chừng, nếu mà tính chung thì chắc là khoảng chừng 15 cái xương là dễ bị gãy. Và những cái xương mà dễ bị gãy ở đây hiểu theo nghĩa là mình quan sát rất là nhiều trong thực tế đó, thì là bao gồm là gãy xương mà tiếng Anh nó gọi là hip hay là pelvis. Thì hai cái loại gãy xương này á, là nó bao gồm là gãy xương cột sống, xin lỗi, gãy xương cổ xương đùi femoral neck fracture, cổ xương đùi, và cái gãy tức tức là đây nè, đây là cái cổ xương đùi, và một cái vị trí á, thường hay quan sát là bị gãy nữa, nó tiếng Anh nó gọi là intertrochanteric hip fracture. Thì các bạn biết rằng trong thuật ngữ y khoa thì trochanter nó có nghĩa là cái liên máu chuyển, đấy là nó đây, nằm đây, liên máu chuyển. Thì intertrochanteric hip fracture có thể dịch là gãy xương, gãy gãy cái liên máu chuyển ở xương đùi. Thì đây là cái hai cái vị trí thường thường á là gãy ở đây, gãy femoral neck, nhưng mà thỉnh thoảng ấy, chúng ta cũng có thấy những người bị gãy ở cái femur nữa. Thì đây là cái vị trí mà thường hay bị gãy, đặc biệt là phụ nữ, và nó gây ra những cái tác động rất là nghiêm trọng ở trong thực tế. Cái loại gãy xương thứ hai nữa là wrist fracture, và như các bạn thấy đây là những wrist fracture. Thực ra mà nói thì trong thuật ngữ y khoa nó có một chữ để mà nó mô tả chữ đó, nó gọi là cold fracture. Cold là viết tắt của chữ, là tên của một bác sĩ, nếu mà tôi nhớ không lầm, như là người thuộc Cách Lan là đầu tiên là phát hiện những cái trường hợp mà gãy xương ở mà cổ xương tay như thế này. Và một cái loại xương nó cũng 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 thường hay mà bị gãy, đặc biệt là ở những người khoảng chừng 30 40 tuổi đó,
nó gọi là scaphoid fracture. Scaphoid tiếng Latin nó có nghĩa là cái thuyền, là cái thuyền. Đúng rồi, nó là cái thuyền. Tôi không biết dịch này sao nữa, bây giờ tôi không có xem cái thuật ngữ y khoa và tiếng Việt. Nhưng mà ở nước ngoài tôi gọi là scaphoid fracture, có nghĩa là nó thể hiểu nó như là xương thuyền, nghĩa nó giống như là chiếc xuồng, giống như là chiếc thuyền thì đúng rồi. Đó là cái vị trí thứ hai thường hay bị gãy. Một cái loại mà gãy xương khác mà các bạn cũng có thể sẽ thấy rất là thường xuyên, đó là gãy xương ở cột sống thắt lưng. Thì như chúng ta biết rằng là cái cột sống của chúng ta, là cái spine đó, là nó bao gồm là 24 cái đốt xương. 24 đốt xương này là 7 cái đốt xương là ở đây nó gọi là cervical vertebra, tức là 7 cái. Nó được ký hiệu là từ C1 cho tới C7. Một cái nhóm thứ hai nữa là nó bao gồm 12 cái đốt xương, nó gọi là thoracic vertebra. Thì cái này cũng hay bị gãy nhưng mà nó không có thường xuyên mấy. Thì cái này như các bạn biết rằng là trong y khoa nó có ký hiệu là T1 cho tới T12. Rồi kế đó là cái phần ở phía dưới á, là có 5 cái mà lumbar vertebra. Thì đây là cột sống đây, thì nó là từ L1, ký hiệu là từ L1 đến L5, nghĩa bắt đầu dễ là đúng rồi. Kế tới nữa là cái sacrum, tôi không biết dịch là gì, hoặc là coccyx. Nhưng mà cái xương mà thường hay bị gãy nhất, là từ L1 đến L5. Tôi nói là thường nha, chứ không phải là chứ không phải là từ C1 cho đến T12 là không bị gãy đâu. Có vẫn bị gãy đấy, nhưng mà cái tần số mà nó bị gãy nó không có phổ biến như là từ từ L1 cho tới L5. Thì cái gãy xương mà từ L1 đến L5 này thường thường là gãy xương nó không có triệu chứng. Tức là người bệnh nhân mà người ta bị gãy xương, người ta không có biết rằng là mình bị gãy xương. Bởi vì nó diễn ra một cách âm thầm các bạn. Và nó có ba cái dạng mà gãy xương, mỗi một cái đốt sống như này là nó có ba dạng gãy xương. Nếu là cái đốt sống mà bình thường thì như các bạn thấy, nếu mà chụp trên cái phim X-ray á, thì thấy nó rất là đẹp, đó. Nó vuông vức như thế này. Nhưng mà nếu mà bị trường hợp mà xương nó bị gãy á, trước đây á, thì người ta không có dùng cái chữ fracture. Tôi nhớ là trong thời thập niên mà giữa thập niên 90 á, người ta không dùng cái chữ fracture mà người ta dùng cái chữ là deformity. Có nghĩa là deformity là biến dạng đó, đúng rồi, gọi là biến dạng cột sống. Thế nhưng mà sau này một giáo sư rất là nổi tiếng ở bên Pháp đó, và ông ấy đề nghị rằng tại sao mình phải dùng cái chữ deformity? Bây giờ trong thực tế họ nó bị gãy xương, thế nên dùng chữ gãy xương, nên dùng chữ fracture. Và thế là coi như là sau này tính từ giữa thập niên 90 cho đến nay thì chúng ta đều dùng chữ gãy xương để mà mô tả những trường hợp này. Thì nó có ba cái dạng mà gãy xương mà đốt sống. Dạng thứ nhất nó gọi là west, thì như các bạn thấy đây là cái xương bình thường đó nào, cái west là nó lõm một chút nào, lõm này cho nó đầy. Thì cái loại cái độ lõm đó, nó tùy. Nếu mà độ lõm mà khoảng chừng 20 cho đến 25% so với cái mà chiều cao vậy á thì nó được coi là nhẹ. Còn nếu mà nó lõm mà tú ơi xuống cái này, tức là từ 25 đến 40% á, thì nó được gọi là gãy xương mà gọi là bậc trung. Nhưng mà nếu mà cái xương mà nó bị lõm như thế này, tức là nó cao hơn 40% so với cái chiều cao và bình thường đó, thì chúng ta gọi nó là severe fracture, tức là bị gãy xương nặng. Thì trong những trường hợp này, tức là bệnh nhân thường thường cảm thấy rất là đau đớn, có nhiều người là đi không có được, phải nằm chỗ, mà các bạn biết mà nằm đau. Tôi thì không có bị gãy mà xương cột sống thắt lưng, thành ra tôi không biết là nó đau thế nào, nhưng mà bệnh nhân họ mô tả thì nó đau ghê gớm lắm, đau nữa mà đi không được mà. Thì đó, thì mỗi một cái này nó gọi là wedge fracture, tức là lõm. Còn cái này nó gọi là biconcavity, hay là biconcave fracture. Thì thay vì nó lõm ở đây thì các bạn thấy nó lõm chính giữa đây nè, nó lõm trên này, có cái loại nó crush, tức là nó nén lại đó, nó nén lại đó. Thì cũng được chia thành ba cái mức độ mà nghiêm trọng của gãy xương.
Thành ra là nói tóm lại thì gãy xương mà ở mà cột sống á, xương cột sống nó tương đối phổ biến, nhưng mà chỉ có khoảng chừng 30% là bệnh nhân phát hiện được là mình bị gãy xương thôi. Nói cách khác là trong 100 người mà bị gãy xương á, thì chỉ có 30 người biết thôi. Sở dĩ 30 người biết á, là vì họ có thấy họ đau, rồi họ mới đến bác sĩ, thì bác sĩ chụp x-ray mới phát hiện là họ bị gãy xương, khổ vậy đó. Đó chính là lý do mà tại sao mà bệnh loãng xương trong một thời gian dài được xem là cái căn bệnh là âm thầm, vì nó không có triệu chứng cho đến khi nào bị gãy xương. Thì như tôi nói các bạn hồi nãy, đó là những cái xương mà bị gãy gọi là tương đối phổ biến, nhưng mà trong thực tế thì là nó bị gãy nhiều lắm. Ví dụ như là trong trường hợp này á, là các loại xương mình thường hay bị gãy này, như là distal forearm á, các bạn distal mà trong thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là xa, forearm là cẳng tay đó, phải không? Tức là đằng xa cẳng tay đó, proximal thường nó gần chỗ cái cẳng tay, xương rib là xương sườn, xương cột sống, rồi xương pelvis, xương đùi, proximal femur là gần xương đùi, hay là chỗ cái sát, sát tức là cái xương dài của cái xương đùi á, và xương ankle tức là xương ankle là mắc cá, thì những cái con số này á là nó thể hiện cái incidence of new fracture, có nghĩa là cái tỷ suất mà gãy xương mỗi năm, gãy xương mới mỗi năm ở những người trên 50 tuổi. Và cái này á là nó tính là tính trên 100.000. À, các bạn, nó tính trên 100.000 người, thì đây là một, đây là những cái con số rất ư là mắc tiền, được trích từ cái nghiên cứu mà họ người ta phải theo dõi suốt 20 năm trời. Cái nghiên cứu này ở bên Mỹ á, nó phải theo dõi suốt 20 năm trời để mà ghi nhận những cái ca mà gãy xương như thế này. Nếu mà mình tính tất cả các cái mà xương mà bị gãy á, thì cái tỷ lệ á, là nó tính á, cái tỷ suất nó tính ở nam á, là 3.145 trên 100.000, hay là nói theo là phần trăm là 3.145%. Như các bạn thấy là nam ha, này ở nữ á, thì cũng trong cái năm đó cứ 100.000 người á, thì có 4.698 phụ nữ bị gãy xương. Hay là nếu mà tính bằng số phần trăm á, thì cái này tức là 4.7%. Đây, các bạn thấy không? Như vậy thì các bạn thấy rằng á, là nếu mà tính chung, á, tức là on fracture, thì nữ có cái nguy cơ gãy xương cao hơn là nam giới. Nếu mà các bạn lấy cái con số mà 4.7% chia cho 3.1% thì chắc là khoảng chừng cao hơn khoảng 50% vậy đó. Đại khái rằng đó là cái quy luật chung trong 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 thực tế mà lâm sàng là nữ là có nguy cơ gãy xương cao hơn nam. Nhưng mà không phải là ở bất cứ vị trí nào nữ cũng có điều nguy cơ gãy xương cao hơn nam đâu nha. Có những cái chỗ nó cũng có sự khác biệt, ví dụ như là gãy xương sườn. Gãy xương sườn này á, thì nam á, lại có nguy cơ là cao hơn nữ. Cao hơn chút xíu thôi. Ở nam á, là cái nguy cơ mà gãy xương sườn này là 0.47%, so với nữ là 0.37%. Còn cái xương mà tương đối phổ biến á, như các bạn thấy ở đây là gì? Là ở mà xương cột sống thắt lưng á, tức là vertebra đó. Ở nam á, là 0.8%, còn ở nữ này là khoảng chừng 1.1%. Còn cái proximal femur này á, thì các bạn thấy ở nữ rõ ràng là cao hơn ở nam. Thì cái bảng số liệu này nó nói lên một cái ý tưởng rất là quan trọng mà tôi đề nghị các bạn và bác sĩ lâm sàng cần phải chú ý, là bao năm nay là người ta khi mà nói đến loãng xương là người ta chỉ nói đến đó là một cái bệnh lý ở phụ nữ, phải không? Đồng ý không? Đa số là vậy. Trong các trường y các bạn nên nhớ cho điều gì là mấy thầy cô ngày xưa đó chỉ nói là loãng xương là bệnh lý của phụ nữ, nhưng mà điều đó nó không có đúng. Nếu không muốn nói là nó sai, loãng xương nó cũng ảnh hưởng đến nam giới và nam giới cũng bị gãy xương, cho dù cái mức độ cái nguy cơ hay là cái tần số mà bị gãy xương ở nam giới chúng ta thấy là nó thấp hơn nữ, nhưng mà không có thấp quá đâu.
Như các bạn thấy là nó là trong 100 người thì có 3 người nam, 3 trong 1 người nam bị gãy xương, thì ở nữ là khoảng chừng 4 hay là gần 5 người bị gãy xương. Giờ từ 3 đến 5 nó không có thắc mấy đâu. Do đó là gãy xương, bây giờ mình phải có một cái quan niệm mới là cái bệnh lý loãng xương này nó ảnh hưởng cả nam và nữ chứ không phải chỉ ở nữ giới. Điều đó là điều các bạn nên nhớ cho. Thì đây là một cái biểu đồ mà tôi chỉ dẫn từ cái cuốn sách của ông bạn thôi. Ông bạn tên là Nai Chọa, nên có thời gian làm postdoc trong viện nghiên cứu gạo bên của tôi trước đây. Thì sau này anh nói về anh với cuốn sách này cũng có ích lắm. Cái cuốn này chỉ có tên nó ngắn gọn là Osteoporosis, công bố vào năm 2006. Thì đây là một cuốn sách mà được viết cho các bác sĩ lâm sàng thì nó dễ đọc lắm. Các bạn có thể đọc nó không không có khó khăn, bởi vì không có những nghiên cứu cơ bản nhưng mà tôi giải thích trong cái loạt bài giảng này đâu. Thì đây là một cái biểu đồ để các bạn có thể hình dung được cái nguy cơ gãy xương ở nam và nữ. Các bạn chú ý cho là cái trục tung này á, là cái incident á, tức là cái mà cái tỷ lệ phát sinh mà trong vòng 1 năm, nhưng mà tính là tính trên 1.000 100.000 năm người. Thì bên này là nam, bên này là nữ, và cái trục tung này là y chang nhau nha, tức là cái đơn vị là từ 0 đến 4.000. Còn ở đây là theo độ tuổi. Thì nếu mà các bạn nhìn thấy ở các cái mà xương mà bị gãy mà thường xuyên á, ví dụ như xương hip, xương vertebral này á, xương mà đùi với mà xương mà cột sống thắt lưng á, thì rõ ràng á, là nữ là cao hơn nam, nhưng mà vertebral là bây giờ nam cao hơn nữ nha. Còn cái xương mà cold structure thì các bạn thấy là nó đều đều ở nam giới, nó đều đều, nhưng mà ở nữ thì nó lại tăng là theo độ tuổi. Thành ra là cái biểu đồ này nó cho thấy rằng có một sự khác biệt giữa nam và nữ, và sự khác biệt đó nó tùy thuộc vào cái độ tuổi. Và đó là một cái quan sát rất là quan trọng để mà chúng ta phát triển các cái mô hình tiên lượng về gãy xương sau này. Thì cũng trong cái cuốn sách của Nigel thì anh ấy có làm một cái thống kê rất là có ích để cho các bạn thấy là những cái mà xương nào ở cột sống nó dễ bị gãy. Thì ở đây các bạn thấy là từ T1 cho đến T12 và L1 cho tới L5. Hồi nãy tôi có nói là tất cả các cái mà đốt sống này nó đều có thể đều có nguy cơ bị gãy xương. Thế nhưng mà cái nguy cơ mà bắt đầu bị gãy xương cao nhất là L1, tức là cái vị trí L1. L1 rồi kế đến T12, kế đến T8, kế đến là T7, rồi sau đó mới tới L2 cho tới L5. Thì cái biểu đồ này nó giúp cho các bạn, đặc biệt là các bạn nào mà đọc phim X-ray là chú ý đến các cái vị trí này, mấy cái đốt sống này, bởi vì nó thường hay bị gãy. Rồi bây giờ tôi xin giới thiệu các bạn một trong những nghiên cứu mà cái nhóm của chúng tôi làm, cái này cũng tương đối lâu rồi, đó là để coi những nghiên cứu này chúng tôi công bố lần đầu tiên vào năm 2005. Để có những cái con số này các bạn nó rất là mắc tiền, bởi vì chúng tôi cũng phải theo dõi là cũng khoảng độ hơn 20, hơn 15 năm để mà có con số này để mà chia sẻ với các bạn. Thì cái con số này á, nó gọi là lifetime risk of fracture. Thì cái khái niệm lifetime này có lẽ là cần một chút xíu mà câu cần 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 một chút xíu giải thích. Thì lifetime risk là nguy cơ trọn đời, là hiểu theo nghĩa như này nè. Nếu mà các bạn hay đọc báo thì sẽ có sẽ bắt gặp những cái câu như là ở phụ nữ thì cái nguy cơ bị gãy xương là 10%, phải không? Các bạn để ý thấy là rất nhiều các cái tờ báo nói như vậy. Thì cái chữ mà gọi là cứ 10% á, là đa số các bạn sẽ hiểu là cứ 100 người phụ nữ là sẽ có người bị ung thư vú. Nhưng mà rất tiếc là cái cách hiểu đó không đúng. Nó không đúng là không phải gì là cái lỗi các bạn, mà cái lỗi của cái người mà họ cung cấp cái dữ liệu đó họ nói không rõ. Cái con số mà 10% phụ nữ mà mắc bệnh ung thư vú có nghĩa là cái nguy cơ trọn đời, lifetime risk. Và cái nguy cơ trọn đời ở đây hiểu theo nghĩa là thế này: nếu một người phụ nữ, nếu một đứa trẻ nữa mới sinh ra, nữ nha, mới sinh ra và sống cho đến cái tuổi bình quân trong cái dân số, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta cái tuổi mà bình quân với dân số bây giờ như là phụ nữ như 75 76 tuổi gì đó tôi quên nè, đại khái là cứ cho là 76 tuổi đi. Tức là nếu mọi người này sống từ tuổi 0 cho tới tuổi 76 và không mắc bệnh gì khác
không có mắc bệnh gì khác và không có chết vì các cái bệnh gì khác nha các bạn. À, tức là một người sinh ra từ lúc zero cho đến 76 tuổi, 76 tuổi là cái tuổi thọ bình quân của dân số Việt Nam mình, và không có chết vì cái bệnh lý nào khác, thì cứ 10 người như vậy á, cứ 100 người như vậy á, là sẽ có 10 người mắc bệnh ung thư, hay là cứ 10 người sẽ có một người mắc bệnh ung thư. Bây giờ thì 1 trên 8 rồi, à, nhưng mà đó là 1 trên 10. Như vậy thì các bạn thấy rằng á, là cái giả định đằng sau của cái lifetime risk này nó rất là quan trọng, là tôi phải sống cho cái độ tuổi mà gọi là trung bình của dân số mà tôi không có mắc cái bệnh nào khác, tôi không có bị chết vì bệnh nào khác. thì là cứ 8 người thì một người mắc bệnh ung thư. Nhưng mà cái tất nhiên là cái giả định đó nó không có đúng, nó sai, là bởi vì là đa số chúng ta là chết vì bệnh tim mạch, đa số chúng ta là chết vì bệnh tim mạch hay là các cái bệnh lý khác, và trước khi mà bị loãng xương, bị gãy xương. Đấy. Thành ra là cái lifetime risk này á, là một cái khái niệm, và cái khái niệm này nó giúp cho chúng ta đánh giá được cái quy mô của cái bệnh trong cộng đồng. Đấy. Vậy cách tính là phức tạp đó. Đấy. Cái này hồi đó là Nguyên, bác sĩ Nguyên phải tốn rất là nhiều thời giờ để mà có những con số này. Thì các bạn thấy này, với cái giả định đó thì cái nguy cơ mà gãy xương trọn đời á, ở nữ á, là 1 trên 2, tức là cứ 2 người là một người bị. Còn cái nguy cơ mà gãy xương mà đùi á, hip fracture là 1 trên 6, còn cái nguy cơ mà gãy xương cột sống là 1 trên 4. Thì nếu mà các bạn so với cái nguy cơ mắc bệnh ung thư á, thì rõ ràng á, là cái nguy cơ mà bị gãy xương nó cao hơn. Nếu mà các bạn so giữa cái người mà bị gãy cổ xương đùi và cái mà ung thư vú này á, các bạn thấy là cái nguy cơ mà một người phụ nữ mà bị gãy cổ xương đùi á, là 1 trên 6, là nó cao hơn cái nguy cơ mà mắc bệnh ung thư vú. Ok, thì có lẽ là các bạn sẽ nói ôi, nhưng mà so sánh gì đó công bằng, bởi vì người ta mắc bệnh ung thư vú là người ta sẽ dễ chết hơn. Nhưng mà cái đó cũng nói gì cũng không có mà sự thật là những người mà bị mà gãy cổ xương đùi á, là chết sớm hơn những người mắc bệnh ung thư vú. Đó là cái con số ít người biết được, đó là sự thật ít người biết được. Người bị gãy cổ xương đùi chết sớm hơn nữa là người mắc bệnh ung thư vú. Thì tôi muốn thuyết phục các bạn rằng là cái ở phụ nữ là cái nguy cơ mà gãy cổ xương đùi nó nghiêm trọng hơn, nó phổ biến hơn, bị cái lifetime risk nó 1.6 so với 1.8 là nó phổ biến hơn, nó nghiêm trọng hơn là bởi vì anh đang chết nhiều hơn. Thành ra nhưng mà đa số những người trong cộng đồng, thậm chí là trong giới mà y khoa không có nhận ra được cái sự thật đó. Cho mình nhớ cho nha. Thật ra là ở phụ nữ cái nguy cơ mà gãy xương mà hip fracture, tức là xương mà đùi á, nó cao hơn là nguy cơ mà mắc bệnh ung thư vú. Còn cái nguy cơ mà mắc bệnh mà tim mạch đó thì 1 trên 4, tức là nó cũng bằng với vừa tim vừa phát chi, nhưng tất nhiên cái này mình không thể so sánh được, bởi vì bệnh tim mạch nguy hiểm hơn là bị gãy xương mà cột sống thắt lưng. Mặc dù bị gãy xương cột sống thắt lưng cũng gọi là dẫn đến chết. Tiểu đường là 1/3 giờ năm đại dịch đái tháo đường, dịch nó rất là liên tục. Tiểu đường là 1/3, thì các bạn thấy đó, đó là cái nguy cơ trọn đời. Còn ở nam á thì cứ 3 người mà sống đến cái độ tuổi mà trung bình ở Việt Nam á, thì một người bị gãy xương. Cái nguy cơ mà gãy xương trọn đời, gãy xương mà đùi kè trọn đời ở nam thì 1 trên 16, còn gãy xương mà cột sống thắt lưng là 1 trên 8, tức là tương đương với mà mắc bệnh mà ung thư tiền liệt tuyến. Nhân thì hai cái biểu đồ này, một cái là cho nữ, một cái là cho nam, chỉ để nói lên các bạn rằng đó là cái quy mô mà gãy xương ở trong cộng đồng nó rất là lớn, nó lớn lắm. Nếu mà mình tính cả con số những người đã bị gãy xương mà còn sống sót đó, thì bảo đảm các bạn cái con số nó còn lớn hơn cả những người mà mắc bệnh tiểu đường. Nhưng mà rất ít người biết được cái sự thật đó. Thế thì vấn đề cái câu hỏi được đặt ra ở Việt Nam chúng ta có cái số liệu về gãy xương hay không? Chưa. Lý do là bởi vì chúng ta chưa có những nghiên cứu dịch tễ học dài hơi. Dài hơi ở đây hiểu theo nghĩa là mình phải theo dõi người ta khoảng mười mấy 20 năm thì mình mới biết được cái mình mới ghi nhận được là
bao nhiêu ca bị gãy xương. Rất tiếc ở Việt Nam chúng ta chưa có những nghiên cứu như vậy. Còn cái nghiên cứu VOS mà chúng tôi thực hiện đó, thì cho tới nay nó cũng chỉ mới có 5 năm thôi. 5 năm là chưa có đủ cái thời gian để mà ghi nhận cái số ca gãy xương và cung cấp cho các bạn những con số mà đáng tin cậy. Thành ra là dựa vào cái số ca mà gãy xương ở bên Thái Lan, tức là dựa vào cái tỷ lệ phát sinh ở bên Thái Lan, thì tôi ước tính ở Việt Nam mình á, cái này chỉ ước tính thôi nha, ước tính ở Việt Nam mình á, là mỗi năm là có khoảng chừng 60 hoặc là 61.000 ca mà gãy xương đùi và 44.000 ca là gãy xương cột sống thắt lưng. Thì như tôi phải nhấn mạnh đây là chỉ là cái mức ước tính thôi. Nếu là cái tỷ lệ hay là cái nguy cơ gãy xương ở người Việt Nam mình mà giống như Thái Lan thì đây là cái con số mà chúng ta kỳ vọng xảy ra mỗi năm. Vì vậy các bạn thấy nó cũng lớn lắm ha. Nhưng mà đối với những người mà gãy xương mà đốt sống mà gọi là âm thầm mà như tôi nói hồi nãy, ví dụ trong trường hợp kiểu gãy xương kiểu này hay là được minh họa thế này thì nó phổ biến hơn nhiều các bạn. Đây là một nghiên cứu mà cái nhóm của chúng tôi với bác sĩ mà Thục Lan công bố vào năm 2012. Thì trong cái nghiên cứu này chúng tôi phải lấy chụp X-ray đâu khoảng chừng 300 người gì đó, và rất là công phu, mỗi người phải đọc cái X-ray rồi phải đánh giá xem là cái mức độ gãy xương là bao nhiêu. Thì chúng tôi mới phát hiện cái này nghiên cứu trên nhà 200 người các bạn, xin lỗi, không phải là 300 người các bạn. Các bạn thử tưởng tượng nghĩ rằng phải đọc X-ray trên nhà 200 người và phải 2 người đọc nha, không phải chỉ 1 người đọc, thành ra nó công phu lắm. Thì sau khi nghiên cứu thì chúng tôi phát hiện là 23% nam và 26% nữ trên 50 tuổi, đây là những người trên 50 tuổi, là bị gãy xương cột sống thắt lưng mà họ không hề hay biết. Nói cách khác là cứ 4 người mà trên 50 tuổi ở Việt Nam mình á, thì một người là bị mà gãy xương cột sống thắt lưng. Và đương nhiên thì cái tỷ lệ này nó tăng theo độ tuổi. Ví dụ như ở độ 50-59 thì không có nhiều, tức là khoảng chừng là 15-20%. Ở độ tuổi mà 60-69 thì khoảng chừng 30%. Nhưng mà ở độ tuổi 70 trở lên thì là gần như 40%, tức là cứ 10 người thì 4 người bị. Do đó nếu mà các bạn mà chụp cái X-ray của ông ngoại hay bà ngoại hay ông nội bà nội các bạn á, thì những người mà nếu mà trên 70 tuổi thì bảo đảm các bạn cái xác suất mà gọi là bị mà gãy xương cột sống thắt lưng là khoảng chừng là 40%, tương đối cao. Và chúng ta cần phải là để ý đến những cái ông cụ bà cụ này, bởi vì cái nguy cơ tử vong của họ cao nếu mà bị họ bị gãy xương cột sống thắt lưng. Thì đó là cái quy mô. Thì bây giờ bước sang cái thứ hai là tôi muốn chia sẻ với các bạn một số cái thông tin nó liên quan đến cái gọi là hệ quả của gãy xương. Thì tôi có thể nói rằng đó là có 4 cái hệ quả mà các bạn cần phải quan tâm. Cái thứ nhất là gãy xương nó làm giảm cái chất lượng cuộc sống. Cái này không nói ra thì các bạn cũng có thể là cảm nhận một cách rất là rõ ràng. Là tôi thấy ở dưới quê tôi là chẳng ai xa gì dì Năm tôi á, dì Năm tôi qua đời rồi. Thì trước đó dì Năm bị loãng xương và đi lại rất là khó khăn, bởi vì bị gãy xương cột sống thắt lưng đó, mà dì Năm tôi không chịu đi được kỹ, là bởi vì sợ đau, thành ra là chịu đau như vậy. Nghe bà ngoại tôi cũng vậy đó, bà ngoại tôi ngày xưa sống đến cũng khoảng 80-90 tuổi gì đó, thì bà bị gù cái lưng xuống là cũng là do là bệnh loãng xương. Nhưng mà lúc đó thì ở trong quê thì chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó, nó đi lại rất là khó khăn, rồi nhiều khi mà đứng chỗ nó cũng không đứng lâu được. Thành ra là cái giảm cái chất lượng cuộc sống các bạn, nó giảm nhiều lắm. Thậm chí là có những người, như theo tôi biết, không tiện nêu tên đây, có một vị thầy giáo sư y khoa là coi như là nằm chỗ gần cả tuần luôn ấy, cho đến khi mà được bơm xi măng thì mới đứng dậy đi được. Do đó là cái hệ quả đầu tiên là cái giảm cái chất lượng cuộc sống, và nó làm cho mình không có độc lập, tức là nó làm cho mình phải lệ thuộc vào người khác. Tôi không biết các bạn thì sao, chứ đối với tôi, khi mà mình đã một lần bị mắc bệnh rồi là cái tình trạng mà mình phải lệ thuộc vào người khác, kể cả lệ thuộc vào người thân của mình là nó cho mình một cảm giác rất ư là khó chịu, rất ư là không biết làm sao mà mô tả, nó giống như bất lực vậy các bạn. Tức là bất lực ở đây hiểu mà không làm được cái gì cả, thì mình muốn làm gì cũng phải nhờ người khác, mà mình bao nhiêu năm nay không có nhờ ai cả. Thậm chí là mình nói theo kiểu mà bên thực tế mình ra lệnh cho người khác làm, nhưng bây giờ tự nhiên có người khác nó ra lệnh cho mình làm, là thì đương nhiên mình bị bệnh thì mình bị người khác ra lệnh là phải rồi, ý ác còn ra lệnh cho mình làm mà, cái nhiệm vụ của họ thôi.
nhưng mà cái sự mà mất cái sự độc lập như vậy, cái tình trạng mà mất cái sự độc lập như vậy nó làm cho mình suy sụp một thời gian. Thành ra là tôi nghĩ là cho dù mà người bị gãy xương mà còn sống sót đi nữa, mà mình mà mất cái sự độc lập, đối với tôi cái đó là một cái sự mất mát rất là lớn. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng mà tôi nghĩ các bạn cũng giống như tôi thôi. Mình và tất cả đều là con người, bao năm nay mình độc lập rồi, mình tự mình nói theo ngôn ngữ đời thường là mình tự chủ, tự đột nhiên cái bây giờ mình mất gọi là độc lập thì ai mà chịu nói. Do đó là cái hệ quả đầu tiên là giảm chất lượng cuộc sống, và nó làm cho mình lệ thuộc vào người khác. Cái thứ hai nữa là cái nguy cơ bị gãy xương lần nữa, đây cũng là cái vấn đề mà các bác sĩ lâm sàng thì người ta quan sát đó, thường xuyên, người ta không có ngạc nhiên về chuyện này, nhưng mà người ta không có định lượng hóa được. Thì lát nữa tôi sẽ cho các bạn xem một số cái dữ liệu về cái tình trạng mà tái gãy xương. Cái hệ quả thứ ba tôi theo tôi nghĩ rất là quan trọng là tử vong, là cái nguy cơ tử vong đó, sau khi bị gãy xương nó khá là cao. Nhưng mà rất tiếc là đa số các cái bệnh nhân trong cộng đồng cũng như là trong cái cộng đồng y khoa, nhiều người không nhận ra cái điều này. Và kế tới nữa là bây giờ tốn tiền rất tốn rất là nhiều tiền. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể là không phải là quá tốn tiền, nhưng mà ở ngoài này thì tốn tiền ghê gớm lắm. Nhưng ở Việt Nam với cái tình trạng mà phát triển kinh tế như hiện nay thì tôi nghĩ trong tương lai cái chi phí về gãy xương cũng như loãng xương sẽ tăng rất là nhanh. Thì trong cái bảng số liệu này á, là một đồng nghiệp của tôi với tôi á, là công bố trên tạp san JAMA vào năm 2017, tức là 14 năm trước đây đó các bạn. Đây là một trong những nghiên cứu kinh điển trên thế giới về cái nguy cơ mà bị gãy xương lần thứ hai. Để tôi mô tả cho bạn xem một chút. Thì cái cột đầu tiên này á, là để mà nói về cái vị trí mà bị gãy xương lần đầu, tức là initial fracture, bị gãy xương lần đầu. Thì đây là gãy xương xương đùi, chủ yếu là cổ xương đùi, kế tới là xương cột sống thắt lưng, kế tới là xương mà cái chi phía trên đó, như là tức là kể cả ribs rồi nó luôn đó, ở phía trên rồi cái này là chi 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 phía dưới, ở đây là ankle, mắt cá, trên này là nữ, dưới này là nam. Thì cái cột thứ hai á, là cái số người mà bị gãy xương lần nữa, bị gãy xương lần nữa đó các bạn. Và cái đây là cái số người mà chúng ta quan sát được và tính theo năm quan sát được, và đây là cái tỷ lệ mà tính trên 1.000 người, tính trên 1.000 người. Thì thành ra là đây là cái relative risk, tức là cái nguy cơ bị gãy xương lần nữa đó. Thì ở đây á, chúng ta đọc như thế này là những người nào mà bị gãy xương mà đùi lần đầu tiên đó, thì cái nguy cơ mà bị gãy xương lần thứ hai ở bất cứ vị trí nào, nguy cơ bị gãy xương lần thứ hai ở bất cứ vị trí nào là cao gấp 2.8 lần. Và đây là cái tỷ lệ thực tế, tức là không là 89 trên 100 trên ngàn người, hay là 0.89%. Còn những người nào mà bị gãy xương ví dụ như là xương cột sống nè, thì cái nguy cơ mà bị gãy xương lần thứ hai ở bất cứ vị trí nào tăng gấp 2.5 lần. Đây. Nhưng mà nếu mà bị gãy xương ví dụ như là upper limb hay là xương sườn rồi này họ thì nó tăng một cái mấy lần thôi. Thì cái bảng số liệu này nó cho thấy rằng là cái gãy xương mà đùi và xương cột sống này là nó tăng cái nguy cơ bị gãy xương lần thứ hai rất là cao so với ở các cái vị trí khác. Nhưng mà đặc biệt là ở nam giới đó các bạn, thì cái người mà bị gãy xương mà đùi lần đầu tiên á, thì cái nguy cơ bị gãy xương lần thứ hai ở bất cứ vị trí nào tăng gần gấp 5 lần, gần 5 lần chứ mấy 5 lần. Còn bị gãy xương mà cột sống á, thì nó tăng 6 lần, tất cả nó đều tăng hết. Thì cái bảng số liệu này nó nói lên một ý rất là quan trọng là gãy xương đùi và xương cột sống thắt lưng là cái yếu tố dẫn đến cái nguy cơ bị gãy xương lần thứ hai, và cái nguy cơ đó nó cao hơn ở nam giới so với nữ giới. Như các bạn thấy ở nam giới nó tăng gấp 5 lần, gấp 6 lần, ở nữ giới tăng gấp hai mấy lần thôi. Như vậy thì mặc dù là ở nam giới cái nguy cơ bị gãy xương lần đầu là nó thấp, như các bạn thấy hồi nãy các cái bảng số liệu tôi cho các bạn xem hồi nãy, cái nguy cơ gãy xương lần đầu nó thấp. Nhưng mà nếu mà nam giới mà đã bị gãy xương lần đầu rồi thì cái nguy cơ lần thứ hai nó lại tăng rất là cao. Cái này nhiều khi tôi đọc cái dữ liệu cho nó này giống như luật bù trừ vậy đó các bạn.
Rồi tất nhiên là mình phải dùng chữ khác chứ không phải dùng chữ đó. Cái mà hệ quả mà quan trọng mà tôi muốn chia sẻ các bạn nữa là cái tình trạng tử vong mà sau khi bị gãy xương. Thì đây là cái nghiên cứu mà của Nguyên mà công bố vào năm 2005, tức là 16 năm về trước. Đây cũng trở thành một trong những nghiên cứu kinh điển trong chuyên ngành của mình. Thì cái chục chục và hoành này là cái thời gian tính theo năm, tức là 1 năm, 2 năm cho đến 15 năm sau khi bị gãy xương. Và cái trục tung này là cái mà xác suất mà sống sót sau khi bị gãy xương cho cái nhóm không bị gãy xương đường màu trắng và cái nhóm mà bị gãy xương đường màu tím. Thì các bạn thấy cái gì? Là đầu tiên mình đọc cái nữ trước đi. Là trong cái năm đầu tiên đấy các bạn, trong cái năm đầu tiên đó, thì những người mà bị gãy xương tính chung là khoảng chừng 10% là chết. Bởi vì cái xác suất sống là 90%, vậy là 10% là chết. Mà nếu mình theo dõi những người này mà đến 15 năm sau thì cái xác suất mà họ sống còn nó chỉ có khoảng chừng 40% thôi. Nói cách khác là khoảng 60% những người nữ mà bị gãy xương cho đến năm thứ mà 15 là đều tử vong. Nhưng mà ở nữ ở nam giới các bạn thấy còn kinh khủng hơn nữa này. Ở nam giới là sau 15 năm thì chỉ có khoảng chừng 10% là sống sót thôi. 90% là chết. Như vậy thì cái biểu đồ này nó nói lên một cái ý cũng rất là quan trọng, là nam giới có cái nguy cơ bị gãy xương lần đầu thấp hơn nữ giới, nhưng mà đã khi là bị gãy xương rồi thì cái nguy cơ tử vong ở nam giới cao hơn ở nữ giới. Thì tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi trình lần đầu tiên mà trình bày cái dữ liệu này trong cái hội nghị về loãng xương ở Hoa Kỳ ấy, thì một số cái đồng nghiệp người ta tỏ ra nghi ngờ, người ta nghĩ là ồ chắc là đã là cái số mà gọi là đối tượng, cái số mà bệnh nhân mà các bạn theo dõi nó không có đủ, các bạn để ý nói chúng tôi á, nó không có đủ. Nhưng mà sau này á, là rất nhiều các cái nghiên cứu khác họ lặp lại cái nghiên cứu mà chúng tôi trình bày ở đây và họ cũng quan sát như vậy. Tức là ở nam giới cái nguy cơ gãy xương lần đầu thì nó thấp, nhưng mà đã khi bị gãy xương thì nguy cơ tử vong rất là cao. Như vậy thì điều đó nó có ý nghĩa rất là lớn, là như vậy là nếu mà người ta bị gãy xương, đặc biệt là ở nam giới, thì mình nên khuyến khích người ta đi được đi điều trị để mà cứu sống người ta, chứ nếu mà không điều trị thì rất là nguy hiểm. Hồi nãy tôi có nói rằng đó là gãy của xương đùi á, là một trong những cái biến cố rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Tôi thì chưa có bị, vì mình nam nam giới cũng bị nhưng mà chưa có bị nhưng mà những người khác họ bị rồi thì họ sẽ nói cho các bạn biết nó nghiêm trọng như thế nào, đi lại không được, chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Và đây là cái tỷ lệ tử vong sau 1 năm, các bạn, sau 1 năm sau khi gãy xương đó. Là đây là nghiên cứu mà của ông Cyrus Cooper công bố trên mở kênh Journal Medicine vào năm 1997, coi như là để nhiều là 20 mấy năm, 24 năm trước đây rồi đó. Thì cho thấy rằng 1/5 những bệnh nhân này chết trong vòng năm, còn cái số mà tàn tật mà vĩnh viễn là 30%, còn cái số mà đi lại khó khăn là 40%, và đặc biệt là số này tức là 80% là phải phụ thuộc cho người khác. Và như tôi nói với các bạn ấy, là cái cuộc khi mà cuộc sống của mình mà cái cuộc đời của mình mà bị phụ thuộc người khác thì cảm thấy khó chịu lắm. Thành ra là cái biểu đồ này nó nói lên rằng là cái hệ quả của gãy cổ xương đùi nó rất là quan trọng. Nó không phải chỉ là vấn đề tử vong, ngay cả khi mình còn sống nó lại có vấn đề về tàn tật vĩnh viễn, đi lại khó khăn và lệ thuộc cho người khác. Rồi cái nguy cơ mà bị gãy nguy cơ mà bị chết sau khi bị gãy cổ xương đùi á, như cái nghiên cứu này thì nó nói rằng là 20% trong vòng năm đầu, nhưng mà cái nghiên cứu từ của chúng tôi á, là cho thấy rằng 6 tháng đầu là 1/4, tức là 25% người chết, 60% hạn chế đi lại, 25% là lệ thuộc vào người khác. Một số thì bị biến chứng tim mạch 8% và bị biến chứng hô hấp, thậm chí một số bị đột quỵ. Và đó chắc lẽ là chính là lý do mà tại sao rất nhiều người mà bị gãy cổ xương đùi chết chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng mà không phải chỉ là gãy cổ xương đùi mà gãy xương cột sống cũng có thể là tăng nguy cơ tử vong. Thì đây là cái bằng chứng từ nghiên cứu của chúng tôi. Thì đây là nghiên cứu của một anh, ngày xưa anh ấy là bác sĩ Ponjaya Kur, là đọc theo tiếng Thái Lan. Thì anh ấy làm trong cái anh ấy làm postdoc trong cái labo với tôi. Bây giờ thì anh ấy trở thành là giáo sư y khoa của trường đại học y khoa Quảng Cảng bên Thái Lan rồi. Thì đây là cái nghiên cứu của anh ấy công bố,
là ban đầu á, thì chúng tôi có 300 nam và nữ, thì 66 người là bị gãy xương cột sống thắt lưng đó, vertebral fracture, thì theo dõi đâu khoảng chừng 10 năm sau thì 29 người chết, tức là cái tỷ lệ là 44%, tức là 29 chia 66 là 44%. Còn trong cái nhóm mà không bị mà gãy xương mà còn sống thắt lưng á, thì 10 năm sau á, thì 54 người chết, tức là tỷ lệ có 23%. Như vậy thì các bạn thấy rằng nếu mình lấy 44% chia 23% này cho thấy rằng cái nguy cơ tử vong mà ở những người mà gãy xương mà còn sống thắt lưng này á, là nó tăng gần gấp 2 lần so với những người không bị gãy xương. Do đó là ngay cả không phải chỉ là gãy xương mà đùi nó mới tăng nguy cơ tử vong, mà ngay cả gãy xương cột sống thắt lưng cũng tăng nguy cơ tử vong rồi các bạn. Và đây là cái này là cái gì ta? À, xin lỗi, ôi trời 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 trời. Cái này là nguy cơ tái gãy xương chứ, xin lỗi các bạn, cái này là nguy cơ tái gãy xương là nó tăng gấp 2 lần. Còn cái nguy cơ tử vong á, là nó tăng gấp 3 lần. À, tức là trong số 66 người mà bị gãy xương cột sống thắt lưng thì 10 năm sau 20 người chết, còn trong số mà không bị gãy xương á, thì 25 người chết, tỷ lệ 11%, tới nguy cơ tử vong tăng gấp 3 lần. Thì đó là nghiên cứu của mà con trai giặc quẩn công bố. Cho tới bây giờ thì nhiều người người ta cũng lặp lại nghiên cứu đó. Và cái đây đây cũng là một cái phân tích khác tôi thấy rất là thú vị, nó mới công bố trên tạp san Annals of Internal Medicine. Đây là một cái phân tích tổng hợp về cái nguy cơ mà tử vong sau khi mà bị gãy mà cổ xương đùi đó, thì nó cho thấy là đây là các bạn, cái nó tăng đầu tiên đó, là nó tăng rất là nhanh trong cái năm đầu hoặc là trong 3 năm đầu, nhưng mà cho tới năm để coi à, tháng chứ, xin lỗi nha, tháng nhé, nhưng mà khoảng chừng 3 năm sau, tức là khoảng 36 tháng thì nó vẫn còn tăng, nhưng mà nó tăng chỉ có 2 lần thôi. Cái này là ở nữ, còn ở dưới này là ở nam thì nó tăng cao hơn là khoảng gấp 3 lần. Nói tóm lại thì gãy xương mà do loãng xương hay là gọi là osteoporotic fracture, thì cái nguy cơ trọn đời mà tính từ tuổi 50 là 1/3 người ở nam giới và 1/2 người ở nữ giới. Còn nếu mà cái người đó bị loãng xương, tức là osteoporotic á, thì cái nguy cơ là 1/2 ở nam giới và 7/10, tức là 70% ở nữ giới. Còn cái nguy cơ mà trọn đời mà bị gãy xương mà đùi á, cổ xương đùi á, thì 13%, tức là còn cao hơn cả nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở nữ. Và cái hệ quả của bị gãy xương là bị tái gãy xương nè, bị tăng nguy cơ tử vong nè, tăng cái chi phí nè, và giảm cái chất lượng cuộc sống cũng như là lệ thuộc vào người khác. Thì đó là cái một số các cái nghiên cứu về tình trạng mà gãy xương trong cộng đồng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì hẹn các bạn trong một bài sau khi mà tôi sẽ bàn về các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến mà gãy xương. Bây giờ tôi xin ngừng ở đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi.